thế hệ của chúng tôi, đặc biệt là cái thế hệ của anh Sơn và chúng tôi, là anh em là đã từng trải qua những cái năm tháng là rất là vất vả ở cái giai đoạn tuổi thơ ấu rồi lớn lên, cũng như là một cái giai đoạn là được học tập ở các cái trường đại học ở Việt Nam. Thì đấy là những cái mà nó đã hằn sâu trong tâm trí của anh em về cái môi trường giáo dục, cũng như là cái cách thức giáo dục, cũng như cái kết quả giáo dục của cái hệ thống giáo dục của Việt Nam. Cái chủ trương chung của tỉnh lúc bây giờ là phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế, xã hội, trong đó có cả giáo dục. Cái dự án xây dựng trường đại học Đại Nam thì tôi và anh Sơn là quyết tâm ngay. Và tôi với anh Sơn nói là kể cả không có ai tham gia thì hai anh em mình vẫn làm. Anh với Quân thì chơi với nhau từ những năm 1990, 1995. Đấy, bắt đầu gắn bó với nhau từ đấy. Thế đến nay là bao nhiêu năm nhỉ? Cũng 20 mấy năm rồi. Anh Sơn thì cũng có, chắc là anh ấy có cái cảm quan hay là cái giác quan đối với cá nhân anh ấy. Cho nên là anh ấy rất là quý mến tôi. Anh em gắn kết không có cái mâu thuẫn gì, vui vẻ cùng làm. Có cái gì hay thì anh cũng rủ Quân cùng làm. Để mà chạy được thủ tục có một cái giấy phép về xây dựng trường đại học ấy không phải dễ. Về tiềm lực vốn lúc ấy thì cũng không phải là mình thiếu. Thế nhưng mà cái thiếu quan trọng nhất là cái thiếu người làm. Bởi vì làm một cái trường đại học không đơn giản như là làm những cái việc khác, mà chỉ cần đơn thân, đơn người, mà nó phải cần có một đội ngũ quản lý, đội ngũ giáo viên giảng dạy. Lúc đầu thì mình cũng nghĩ là mình đang làm doanh nghiệp nó thoải mái ấy. Về trường thì chắc là ở cái môi trường nhà trường thì nó cũng sẽ là nó phải quy chuẩn, rồi nó phải tức là rất là gò bó ấy. Ngày đầu của thành lập trường thì mọi cái đều rất là hoang sơ. Cái chỗ thuê đầu tiên ấy nó còn nhỏ hẹp, gần như cũng từ zero mà đi. Vừa là lo tuyển sinh, vừa lo đào tạo và vừa lo xây dựng. Tôi nhớ mãi là chúng tôi còn phải ngồi bàn với nhau rồi duyệt từng đầu sách để mà mua về cho thư viện mà. Lúc đầu trường gặp tương đối nhiều khó khăn vì là một trường tư thục. Khó khăn trong việc có cái sự nhận thức giữa của người học cũng như xã hội ấy, giữa trường tư và trường công. Không chuộng trường tư, cứ phải trường công. Người ta vẫn nghĩ rằng là cái trường tư là lựa chọn thứ hai nếu không vào được trường công. Chính vì cái tâm lý đấy cho nên là cái việc mà cái số mà cái tuyển vào trường tư là nó đấy là một trong những cái rất trở ngại. Dần dần cái tư duy đấy họ sẽ thay đổi và họ sẽ chọn làm sao học được một cái ngành nghề phù hợp để mà có thể là nuôi sống được chính bản thân mình, hơn là chọn một cái trường danh tiếng nhưng mà lại không tìm được việc làm. Đến tư nhân thì như tôi nói, tức là người ta chỉ coi cái bằng là một cái giấy thông hành cho anh bước vào cửa để anh phỏng vấn. Cho nên là buộc cái người có bằng đó phải có kiến thức thật. Cái xã hội cần, cái doanh nghiệp cần trong nền kinh tế thị trường ấy, thì nó lại không phải là cái bằng hay là cái chứng chỉ. Cái người ta cần ấy, chính là cái nghề của anh, cái năng lực của anh để thực hiện cái nghề đó cho tốt. Trường tư, trường công thì đều đòi hỏi và ở cái chất lượng phục vụ, chất lượng sinh viên ra trường. Tôi đã từng phỏng vấn và được lựa chọn bởi một trường công. Tuy nhiên thì khi mà vào đó thì tôi có một cái cảm nhận, đó là cái tính hành chính của họ quá cao và họ gần như là sẽ những cái ý tưởng hay là những cái đề xuất của mình khi đưa ra nó khó hoặc nó lâu để mà được triển khai. Chính vì vậy tôi chọn trường tư. Chúng tôi làm trên cơ sở các cái quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Tuy nhiên chúng tôi cũng nghiên cứu những cái cần thiết mà đối với các sinh viên và căn cứ vào cái chuẩn đầu ra của mình. Trước hết là chúng tôi cải tiến lại cái chương trình đào tạo. Hiện nay các trường đại học thì phân ra thành các nhóm như sau. Thứ nhất là nhóm hàn lâm, thứ hai là nhóm ứng dụng và thứ ba là nhóm thực hành. Thì chúng tôi chọn trường của chúng tôi đi theo hướng ứng dụng. Hướng ứng dụng tức là đào tạo ra những cử nhân, những kỹ sư, những dược sĩ, bác sĩ mà có thể là làm ngay công việc sau khi họ tốt nghiệp từ trường đại học. Những chương trình đào tạo của bọn mình thì thường là có cái sự trao đổi đóng góp với lại các doanh nghiệp ở bên ngoài, những người tuyển dụng lao động ở bên ngoài. Chúng tôi có thể thay đổi chương trình đào tạo rất nhanh và thay đổi mục tiêu đào tạo phù hợp với lại nhu cầu xã hội. Họ thấy môn này cần, môn kia cần để bổ sung. Họ thấy môn này, môn kia không cần, họ bảo trường đừng có đào tạo môn này. Thì bọn mình cũng thống nhất loại bỏ. Điều quan trọng nhất đối với học viên, sinh viên là làm sao ra trường họ có thể giải quyết được những công việc.
Sắp tới các bạn có thấy là Đại học Đại Nam sẽ ký kết trực tiếp với các doanh nghiệp, các tập đoàn là tôi với anh cùng đào tạo sinh viên. Đào tạo gắn liền với thực tiễn, tức là các doanh nghiệp cùng vào đào tạo để xem là doanh nghiệp cần cái gì. Ở cái chương trình đào tạo thì giữa hai bên thống nhất bao nhiêu phần trăm lý thuyết, bao nhiêu phần trăm thực hành những cái gì, ai chịu trách nhiệm khâu nào. Rồi sau đó đào tạo sinh viên cùng cả hai bên. Đấy, như vậy là sinh viên của Đại Nam ra trường nó sẽ có thể một là một việc làm ngay, hai nữa là họ được đào tạo thực tiễn ngay từ khi trong đang học trong nhà trường.